bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình ra quân của U22 Singapore. Ngày hôm nay thì trọng tài điều khiển 9 trận đấu, đó là trọng tài ông Amar Esam, trọng tài người Kuwait. Và đây là đội hình ra quân của U22 Việt Nam. Và tiếng còi của trọng tài Amar Esam đã cho hiệp đấu đầu tiên được diễn ra. Mặt sân đang rất khô thoáng. Và tấn công cho Singapore, tình huống đột phá của Basia. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt dành cho U22 Brunei. Đối chung, đó dường như là một pha đá thẳng của cầu thủ bên phía U22 Singapore. Đường chuyền là của Hoàng Đức. Đường chuyền dành cho số 10 Harris. Ifan rất nguy hiểm, cú đá tầm thấp của Ifan và thủ môn Văn Toản đã phải mất đến 2 nhịp mới ôm gọn bóng. Quang Hải, tình huống có phần hơi bất lợi của Quang Hải. Quang Hải đang nằm sân, chắc chắn đây cũng là những hình ảnh rất đáng lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng rằng chấn thương đối với Quang Hải là không quá nặng. Các cầu thủ U22 Singapore vẫn đang chơi rất quyết tâm. Một tình huống khá giống với bàn thua vừa qua mà Bùi Tiến Dũng đã phải nhận trong trận đấu gặp U22 Indonesia. Nhưng lần này thì Văn Toản đã chơi rất an toàn, khắc chế lưỡi chơi bóng bổng của các cầu thủ U22 Singapore. Và một pha ra vào rất chắc chắn của Văn Toản. Pasia. Hùng Dũng đang được cân nhắc đưa vào sân, chấn thương vừa qua của Quang Hải. Và vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ muốn bảo toàn lực lượng của mình cho trận đấu quan trọng tiếp theo. Như vậy đúng là Hùng Dũng vào thay cho Quang Hải. Một sự thay đổi người bắt buộc khi trận đấu chỉ mới diễn ra được hơn 20 phút. Hy vọng rằng vết đầu của Quang Hải không quá nặng. Trận đấu quan trọng gặp U22 Thái Lan ở lượt trận cuối của bảng B. Tình huống mặt bóng không thật sự chính xác của thủ thành Safan. Đó là một đường chuyền, không dường như đó là một pha dứt điểm từ xa. Đó là pha xử lý của số 27 Tajeli. Pha xử lý của Hùng Dũng rất tốt, vẫn là Hùng Dũng. Iksan, Hà Đức Chinh rất tốt. Cơ hội lên bóng dành cho U22 Việt Nam. Những pha phối hợp rất nhịp nhàng, nhưng đáng tiếc đường truyền cuối cùng dành cho Hoàng Đức thì lại hơi sâu. Và những miếng đánh, những pha tấn công thực sự sẽ đến. Đường truyền vừa rồi đã không thể vượt qua được Trị Việt Hưng. Chúng ta chờ đợi một đường truyền chính xác của Hùng Dũng hướng về vị trí của Hoàng Đức như cách anh đã làm tại trận đấu với Indonesia. Tiến Linh sẽ vào sân. Tiến Linh sẽ vào thay cho Thanh Sơn. Brunei đang có tỷ số là 4-0 nghiêng về cho các cầu thủ U22 Indonesia. Cơ hội cho Tiến Linh. Cơ hội. Và can thiệp của hậu vệ bên phía U22 Singapore, đó là Tajeli. Những khoảng trống ở hàng thủ U22 Singapore đã bắt đầu lộ ra để có thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Nhưng đây sẽ là cơ hội. Nguồn ảnh quen thuộc khi Hùng Dũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Từ sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu này của huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là sự có mặt của Tiến Linh. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Tiến Linh không được. Đức
trình vừa rồi đã băng vào rất nhanh nhưng không thể tạo ra điểm cắt trước khung thành của U23 Singapore. Sự có mặt của cả Tiến Linh và Trọng Hoàng. Vẫn là Trọng Hoàng. Hùng Dũng đưa chuyền. Rồi, qua đem tin cho pha dứt điểm của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu, lối chơi đang rất dàn trải. Hoàng Đức vẫn còn. Đưa chuyền. Tham gia tấn công. Việt Hưng. Hạ Đức Chinh. Một mình Hạ Đức Chinh trong vòng vây cơ hội. Không vào. Rất đáng tiếc cho Tiến Linh. Đối phương, nhưng Hạ Đức Chinh vẫn chuyền đưa vào trong. Chúng ta cùng xem lại một pha tranh chấp rất dũng mãnh của Hạ Đức Chinh. Cơ hội là rất rõ ràng. Chỉ tiếc là pha dứt điểm. Hai cầu thủ cao nhất của hai đội đang theo kèm nhau. Bóng đã được phá ra. Những phút vừa qua cũng đã có những buộc phải băng ra rất xa của thủ môn Văn Toản. Hạ Đức Chinh rất nhịp nhàng. Đây là Hoàng Đức. Thanh Thịnh đưa chuyền nhưng đường chuyền quá sâu của Thanh Thịnh. Và Văn Hậu đưa chuyền đánh đầu. Người chiến thắng vẫn là Yifan. Việt Hưng đánh đầu không vào. Đó là pha không chiến của Đoàn Văn Hậu. Một tình huống mà cả Văn Hậu và Tiến Linh cùng bật lên. Rất tiếc là pha đánh đầu của Đoàn Văn Hậu bóng đi ra ngoài. Indonesia đều là những trận đấu dễ dàng. Chúng ta cùng xem bóng đây được trên. Không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Tình huống phối hợp rất ăn ý giữa Đức Chinh và Tiến Linh. Hùng Dũng. Lại một lần nữa là tình huống can thiệp ban đầu của đội trưởng Nghĩa Phan. Trận đấu rất nỗ lực của các cầu thủ U23 Singapore và đặc biệt là đội trưởng Nghĩa Phan. Đánh đầu! Cú đánh đầu vọt sang ngang của Tiến Linh. Tiến Linh đã có một tình huống dậm nhảy rất tốt trước hậu vệ số 3 của tình huống đá phạt góc. Văn Hậu đưa chuyền đâu vào. Lần này là Hà Đức Chinh và như vậy điều mà tất cả chúng ta chờ đợi đã đến. Phút 85 của trận đấu, Hà Đức Chinh một lần nữa cho thấy dù chiều cao không thực sự là quá nổi trội nhưng điều quan trọng đó chính là chọn điểm rơi, chọn vị trí và Hà Đức Chinh đã mở tỷ số của trận đấu. Người đã có đường chuyền ban đầu đó là Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cũng thấy là bàn thắng này có kịch bản rất giống với bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Văn Hậu là người đã xuất hiện ở cột xa và đánh đầu trả bóng vào trong. Chỉ khác biệt ở chỗ người dứt điểm thành bàn bây giờ là Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh, Hoàng Đức. Bây giờ thì tâm lý của hai Việt Nam sẽ rất thoải mái. Vẫn là Hoàng Đức. Triệu Việt Hưng và đá từ xa. Một cú vuốt bóng bằng chân trái từ xa của Triệu Việt Hưng. Mé một chân. Đúng là khi tâm lý thoải mái thì U22 Việt Nam đang chơi rất bùng nổ. Một tình huống dâng cao mà cũng có thể đó là Tiến Linh. Vẫn là một tình huống hướng đến vị trí của Đoàn Văn Hậu. Trọng Hoàng. Và đúng lúc này tiếng còi của trọng tài ông Oscar Nani đã vang lên. Bàn thắng duy nhất của Hà Đức Chinh đã mang về trọn 3 điểm cho U23 Việt Nam.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.